Xin chào các bạn đã đến với cả Setup Chất tập 1, nơi mà mình sẽ chia sẻ những góc QC của các bạn với tất cả mọi người, và hy vọng đây sẽ mang lại những ý tưởng, những nguồn cảm hứng với việc setup những góc QC đẹp cho tất cả mọi người. Nếu mà bạn muốn chia sẻ cái PC của bạn ấy với chúng mình và muốn nhận những phần quà giá trị thì hãy xem cái video hướng dẫn này, xong rồi hoặc là bấm vào phần link dưới mô tả, hoặc là bấm vào phần gọi là dấu chấm than ở trên đây. Ở đây sẽ có những cái video để giúp bạn có thể setup, tức là gửi cho chúng mình cái setup của chính mình, của các bạn. Và trước khi đến với tập 1 ấy thì mình sẽ chia sẻ là mình không quan tâm tới giá trị. Đấy, đắt cũng được, rẻ cũng được, mình chỉ quan tâm cái mục đích ấy, đó chính là chia sẻ thôi. Cái mục đích là chia sẻ với tất cả mọi người mà. Và mình sẽ cố gắng để link toàn bộ những sản phẩm mà có mặt trong bộ setup của bạn ở dưới mô tả nhá. Hãy cùng bắt đầu thôi nào. Bắt đầu thì với góc setup của bạn Nguyễn Công Minh, này đã là 35 tuổi, đang làm công việc xuất nhập khẩu với một bộ PC tông màu trắng tinh khôi. Và theo như những gì bạn ấy chia sẻ thì bạn ấy mất tận 8 năm để hoàn thành setup chân này. Wow, bắt đầu từ năm 2015, từ chiếc màn hình đầu tiên, và cuối cùng là năm 2023 với bộ máy tính. Nhìn qua ba cái màn hình đấy thì chúng ta có thể nhầm đoán ra là bộ máy của bạn ấy khá là khủng đấy. Có vẻ như công việc bạn ấy thì sử dụng CPU khá là nhiều, nên bộ máy tính trắng tinh khôi của bạn ấy sử dụng chiếc CPU Core i9-13900K cùng với cả một chiếc mainboard ROG Strix Z790E, một chiếc mainboard đỉnh cấp, 32GB RAM cùng với cả 1TB SSD và 2TB ổ cứng. Cái chiếc RTX 3060 Ti trong bộ máy thì có vẻ chỉ là phục vụ chính cho cái việc giải trí nhẹ nhàng thôi, bởi vì ba chiếc màn hình thì mình thấy chiếc cạc này cũng khá là khó mà kham nổi những tựa game AAA ở mức thiết lập cấu hình cao. Cấu hình bên trong mạnh nhưng bạn mình rất biết chăm chút cho ngoại hình để có được một tông màu trắng tông truyền tông, bao gồm cả vỏ cây Lenly Lancun 3. Nếu bạn chưa biết thì chiếc Lancun 3 ấy là một cái mẫu vỏ cây mà mình đánh giá khá là gọi là thành công, nối tiếp được cái thành công của O11 Dynamic. Không hẳn là đột phá về thiết kế, nhưng mà về nội thất, linh kiện, tính tiện lợi thì với cả khả năng lắp cạc RTX 4000 ấy thì mình đánh giá khá là cao chiếc Lancun 3 này. Tiếp theo với tông màu trắng là chiếc tản nhiệt Cooler Master Master Liquid 360L trắng anh em nhé, ML360L trắng. Và không trắng chỉ vỏ cây thì máy của bạn ở đây, hai trong ba chiếc màn hình của setup này là cũng là màn hình màu trắng, nhưng có lẽ vì ba chiếc màn hình mua ở ba thời điểm khác nhau cho nên là có vẻ hơi lạc tông một chút so với cả hai chiếc ngay bên cạnh. Đấy, nhưng điều chắc chắn là sẽ không tồn tại đâu, bởi vì bạn Minh có chia sẻ rằng mua một màn hình 4K màu trắng nữa. Uầy, và Am sẽ để gọn gàng lại góc cũng như là có trải nghiệm ba màn hình mượt mà nhất. Gắt quá nhờ, nó không chỉ cái cây, cái màn màu trắng mà ở hóc bên phải chúng ta có thể nhìn thấy đó chính là chiếc loa Microlab M600BT màu trắng cũng được đặt rất là gọn gàng. Nhưng có vẻ là bạn ý khá là ít sử dụng loa này, bởi vì bạn còn có cả chiếc tai nghe Sony XB950N1 Extra Bass có giá còn đắt hơn rất nhiều, và tất nhiên là chất lượng âm thanh khi mà đeo vào cũng cực kỳ là vượt trội. Ngoài ra thì chuột và bàn phím tuy là không màu trắng nhưng chúng ta có thể thấy là bộ gear cũng khá chất, bao gồm Logitech G604 với cả một chiếc bàn phím Logitech G613 đều là phiên bản không dây, và thêm một chiếc Corsair Strix MX chắc chắn là để chơi game, còn Logitech thì đảm bảo là làm việc rồi. Đó, ban đầu nhìn vào cái setup này ấy, thì mình thấy là bạn Minh là một người khá là cẩn thận, và khi mà nhìn vào khu vực DJ thì điều đó được công nhận rồi, chẳng là một người cực kỳ cẩn thận luôn. Bàn của bạn ý thì được đóng custom hoàn toàn với chiều sâu lớn nhưng lại không làm ngăn kéo để giữ chân. Các dây kết nối thì được đi vào máng giữ dây điện để có thể kẹp ở dưới bàn, và đây là một phụ kiện mình thấy là rất hay để các bạn đỡ phải đi dây thít. Lúc đi thì đẹp nhưng mà tháo ra thì hơi khó, thế nên là việc dùng những cái kiểu dây giữ ổ cắm hay là khâu giữ ổ cắm này, dây điện này thì mình nghĩ rằng cực kỳ phù hợp cho tương lai. Đấy, cảm ơn bạn mình đã chia sẻ cái bộ setup có trị giá khoảng tầm 100 triệu này. Và theo như mình thấy thì bạn là cùng một fan truyện tranh nữa, khi mà tủ phía trên của bạn ý còn có đầy đủ các danh sách từ tập 1 tới tập 97. Tuy nhiên là mình không rõ là chuyện gì, hơi khó nhìn nhỉ, nhưng mà có lẽ là Conan, mình nhìn như là Conan. Và đúng như mình đã hứa, phần quà dành cho bạn mình sẽ là người gửi đầu tiên sẽ là một chiếc chuột Rapu trị giá 1.199.000 nhá. Nhưng mình nghĩ rằng bạn có em Sergey với cả Logitech rồi thì có vẻ như là phần quà đã ra lên cho người khác, nhưng mà tất nhiên bạn là người sớm nhất thì mình vẫn gửi cho bạn nhá. Tiếp theo là sẽ có một setup đa năng của bạn lập trình viên Phạm Huy Hùng, 28 tuổi đến từ Hà Nội. Và có lẽ là do chỉ ngồi cốt nhiều nên bạn Hùng lựa chọn một chiếc ghế công thể học, nhưng mình không rõ tên nó là gì, mình nhìn không thấy rõ mã nó là gì bạn ạ. Bạn Hùng có thể chia sẻ thêm cho mình để chúng mình có thể biết thêm nhé. Có thể gửi ở dưới comment bình luận để chúng mình có thể gửi link sản phẩm đấy nếu chúng mình có, hoặc là gửi cái trang gốc của sản phẩm đấy nhé.
Ok, với góc setup này cho có thể thấy rằng bạn Hùng đang sử dụng hai máy tính, bao gồm một laptop và một PC. Cấu hình bao gồm đó chính là Core i7-9700F được dùng tản nhiệt Cooler Master ML240, mainboard B360 M Pro 4 là của ASRock, có vẻ như là của ASRock, 16GB và cảm hình Colorful RTX 3060 và được gắn sticker MSI Gaming lên. Ok, nghe đến đây có vẻ như là bạn là fan MSI rồi, vì vỏ cây của bạn cũng dùng logo MSI và laptop cũng đến từ MSI luôn. Cấp điện cho cả bộ nguồn đó chính là chiếc nguồn Cooler Master Bronze V2 650W, SSD 120GB và 250GB ổ cứng. À, hai cái SSD luôn, 120GB và 256GB, kèm với cả một ổ cứng với HDD là 500GB. Tất cả những bộ máy này đều được trong vỏ cây Sigmatic Fadin gắn thêm 3 quạt của Decooling. Ok, cũng ok phải đấy. Đó là PC. Còn chiếc laptop nhỏ bên cạnh của bạn ấy thì là chiếc laptop MSI Creator Z16, khá là khắt, chuẩn dòng cho những công việc với cấu hình khá mới so với cả bộ PC của bạn, bao gồm là CPU Core i7-11800H này, 32GB này, RTX 3060 Max-Q này, SSD đã được nâng cấp lên Samsung 1T950 EVO, và theo mình thấy thì laptop này còn có thể chiến game ngang ngửa với cả gọi là 1910 với cả bộ PC của bạn ấy. Nói chung là chiếc 3060 Max-Q thì nó cũng yếu hơn một chút, nhưng mà CPU khá là mạnh hơn này anh em ạ. Ngoài ngay từ ảnh đầu tiên thì mình thấy là chiếc vô lăng PXN V900 của bạn cùng với cả bộ ghế Daru cùng kèm bàn phím EK 810G, chiếc chuột A960 Storm cùng với cả một chiếc LM115G và tai nghe Xiaomi Redmi Buds. Thế như bạn ấy chia sẻ thì bạn Hùng ngoài thời gian chính làm coder thì bạn giải trí chủ yếu bằng các tựa game như là Euro Truck Simulator 2 này, với việc xuất hiện của chiếc PXN V900 thì là khá là dễ hiểu. Ngoài game lái xe thì bộ gaming gear của bạn dành cho game tựa game Overwatch và Snow Runner nữa. Game này nghe khá là lạ nhỉ. Nói chung là khá là đa năng, khá là đa di năng và cũng rất là gọn gàng. Cảm ơn bạn Hùng đã chia sẻ góc setup của một lập trình viên kèm game thủ nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái góc của bạn freelancer Hoàng Anh, hiện tại đang 25 tuổi đến từ Hồ Chí Minh. Muốn góc setup gọn gàng và thực sự rất là sạch sẽ, nhưng mà có vẻ như là cái tông màu ở đây chưa được hoàn thiện cho lắm. Cái góc setup của bạn ấy chỉ mất có 3 năm để hoàn thiện thôi, và bộ máy tính bạn ấy thì có một cái cấu hình từ tầm trung tới tầm cao với chiếc CPU i5-13400F, main B660, 32GB, 3080 EVGA for the win 3, và vô vàn ổ cứng bao gồm 512GB NVMe này, 256GB NVMe này, 512GB SATA SSD này và 1TB HDD. Nhưng đáng tiếc là cái sức mạnh lớn như vậy mà lại nằm trong một cái vỏ cây không đáng tầm lắm, đó chính là chiếc vỏ cây Sigmatic Lux A. Cái vỏ cây này thì nói thật là đáng ra bạn nên nâng cấp được một cái vỏ cây khác, hoặc là đổi sang tông của vỏ cây màu đen đi để hợp với cả tông màu của cái bộ setup hiện tại của bạn nhá. Chiếc máy tính này thì sẽ có một bộ gear cũng khá là cao cấp. Thưa nói cao cấp cũng chưa hẳn, nhưng mà nó cũng cận với cao cấp rồi. Bạn ấy có chuộc đó chính là chiếc G Pro Wireless phiên bản thường thôi, tức là bản 1, chưa phải là Superline. Tai nghe của bạn ấy thì là tai nghe G Pro cùng với chiếc bàn phím Aco 3087V2. Bên cạnh đó thì bạn sẽ còn có sở hữu một chiếc tay cầm đùa sen màu đen để phục vụ cho tác vụ gaming. Màn hình bạn ấy thì đang dùng màn hình LG phiên bản UP. S này thì là em màn hình không phải là gaming cho lắm, thuộc cho đồ họa nhiều hơn. Và bạn ấy còn có cả một cái đèn gọi là light bar ở trên nữa để tạo thêm màu sắc cho góc gaming của mình. Mình khá là thích cái đèn này để cho dịu hơn khi mà anh em sử dụng buổi đêm. Mình thấy tương đối hợp lý đấy. Cái bộ máy này thì nói thật là góc máy tính phải gọi là DJ rất là gọn gàng và sạch sẽ, đẹp đẽ, từ bàn phím này cho tới dây màn này, cho tới chuột này, cho tất cả mọi thứ này. Nhưng mà có vẻ như là do vỏ cây của bạn là vỏ cây màu trắng, thế nên việc giấu dây đen của bạn khá là khó khăn. Mình nghĩ rằng bạn nên nâng cấp lên vỏ cây màu đen nhá. Ví dụ như là những mẫu chẳng hạn như là D31, D41 rất là hợp lý với cả combo của bạn trong thời điểm hiện tại. Ok, qua cái bộ máy của bạn ấy thì chúng ta có thể thấy rằng bạn Hoàng Anh đã rất chăm chút và chỉn chu cho góc setup của mình. Và hơi tiếc là bạn ấy chưa có cái gaming, hay là một chiếc phòng gaming, hay là một chiếc bàn gaming. Nhưng mà khi sở hữu chiếc máy, ngoài việc phục vụ cho cái công việc freelancer ấy, thì bạn có một cái sở thích, đó chính là sở thích đam mê đua xe, đúng không? Một racer. Với những tựa game bạn ấy chơi, đó chính là AC này, ACC này, Forza này, Pro Factor này. Và bạn ấy đang có ý định nâng cấp bộ máy của mình với một dàn sim rig và hà còng ngày nhá. Rất là mong bạn Hoàng Anh có thể đạt được ước mơ của mình, và rất cảm ơn bạn đã tham gia vào Setup Chất. Và cuối cùng của ngày hôm nay, chúng ta sẽ có một chiếc góc setup đậm chất sinh viên của bạn Nhật, 23 tuổi, đến từ Bà Rịa, Vũng Tàu.
Bạn Nhật đã mất đến 4 năm để hoàn thiện góc setup của bạn trị giá khoảng tầm 55 triệu. Góc setup ngồi đệm và không có ghế như này thì rất là quen thuộc với cả các anh em đi học xa. Đi tức là kiểu không có một góc ở nhà, anh em đi học xa nhà ở trong trọ đâu, thì thường anh em ngồi trên đất. Đấy, thì có vẻ như là bạn Nhật là bạn như vậy. Và với những tựa game mà bạn Nhật chơi như là Liên Minh Huyền Thoại này, Muji Dash này, thì cấu hình i5-9400, 16GB cùng card RTX 3080 là quá thừa. Trời ơi, 3080 anh em ạ, 3080. Theo như mình đoán thì có vẻ như là chiếc 3080 của bạn ấy là đã được mới thêm vào trong thời gian xả card trâu gần đây. Coi như là những chiếc card trâu bị đem ra xả lỗ không thương tiếc là bạn hút về luôn. Ngoài những linh kiện chính như này thì bạn Nhật còn sử dụng một chiếc SSD 240GB và hai ổ HDD với tổng dung lượng là 3TB. Vỏ cây Cooler Master 551 ARGB và tản nhiệt CPU cũng là của Cooler Master luôn. Theo như mình thấy là có vẻ như là những bạn này toàn dùng Cooler Master nhờ, nhiều anh em fan Cooler Master phết đấy. Đến với góc gaming của game thủ này thì không thể nào thiếu với gaming gear. Bạn Nhật có vẻ như là khá yêu màu hồng với cả một bộ đôi chuột Gladius 2 Origin và bàn phím ACO 3068B với màu hồng cực kỳ đáng yêu. Tuy nhiên là tai nghe Logitech G733 thì lại màu đen. Hy vọng là trong tương lai bạn có thể độ sang một chiếc tai nghe không dây khác màu hồng nhé. Bộ game để có một bộ gaming trông siêu trùng tuyệt nhất có thể. Rất cảm ơn bạn Lương đã chia, rất cảm ơn bạn Nhật đã chia sẻ góc gaming của mình nhé. Rồi, và đó là số setup chất 1 của chúng ta. Và những phần quà sẽ được gửi tới người sớm nhất. Hy vọng rằng anh em có thể gửi tới. Mình không biết là anh Đạt sẽ gọi là làm cái thể lệ chương trình này như nào để sang số thứ 2. Và nếu mà có số thứ 2 nhá, hy vọng thật nhiều các bạn có thể đến và chia sẻ góc setup của mình để nhận những phần quà xịn sò của bỏ nhất nha. Cảm ơn anh em đã xem video này. Hy vọng gặp lại anh em tại số setup tiếp theo.